Đi không? Đi. Đi không? Rồi đi, đi ra mở cửa đây. Thằng Nhiên sao? Con này giờ muốn đi không mà chứ nó muốn ở nhà này nữa. Có ai nhận nuôi nó không mà coi cô chú nuôi đây nó đòi đi không à? Đi. Thôi đi đi. Đi. Nắm tay. Nắm tay. Nắm đi à? Nắm gì? Đi đường đó hả? Trời ơi đồ đi rồi đi đường này. Rồi con mở cửa ra đi. Mở ra đi. Mở đi, con mở được mà. Mở đi, nhón lên mở. Con mở được. Mày chỉ mà con mở hoài mày sợ quá. Đúng rồi, mở ra. Đây này, mày chỉ cho. Đây. Rồi con mở đi. Rồi con mở đi. Đây là mở đi. Là biến. Thôi không mở thôi ở nhà. Trời ơi coi kìa, không mở ở nhà, mở đi. Mở đi, không mở ở nhà mẹ không bầu. No, mở đi. Go open the door by yourself. Go open the door by yourself. It's open. Kìa mở đi, con lại con mở đi. Đây nè, mở nè. Rồi ra rồi, ra rồi, ra đi, đi. Rồi, sao nó làm cái gì? Ăn cơm phải không? Ăn cơm ha. Đi ăn cơm. Trời ơi ha, chướng đời không? Không chịu mở lại đứa ăn cơm. Đó, chướng đời. Đi mua. Lấy iPad, Nó đòi. Quên. Nó đòi lấy iPad. Đây. Nó biết cái lịch trình của nó. Có iPad mà ăn cơm nó coi được đời không? Rồi. Không, chay bữa nay là chay ăn cơm với lại cá hồi cô chú ơi, chà bông cá hồi. Ngon không? Chay. Ngon không chay? Ngon không? Ngon. Trời ơi. Đi chơi không? Đi chơi không? Đi không? Đi. Đi ra mở cửa đi. Ra mở cửa đi. Không mở cửa không đi. Không mở cửa ở nhà. Không mở cửa nữa. Mấy ngày nay nó chơi nó ngủ kiểu đó không trời ơi. Không, mai đi lắm thì xử đi. Ngay giờ mấy nó ngủ sáng 7 giờ dậy rồi, phải chi ngủ thêm tiếng đồng hồ nữa đi cho mẹ ngủ tới 8 giờ mẹ dậy chơi. Nguyên từng nay mà con chơi chưa đó chết mẹ luôn á chơi. Làm thì nhiều mà ngủ thì ít. Chơi dậy mới chơi chứ. Quay vòng tròn đi. Bà xin dạy bài hát nào? À cái gì đó? Ồ sao bé không lắc hả? Giơ tay lên nào, nắm lấy cái tay. Nắm lấy cái tay này, lắc lư cái đầu này. Mất đi, làm đi mất. Ô sao bé không lắc? Ô sao bé không lắc? Đưa tay ra này, nắm lấy cây hôn này, lắc lư cây hôn này. Vậy nó cái hôn là cái gì đó trời? Này, cái hôn là cái gì đó trời?
Ừ. Ủa, trời. À, đây nè. Nó mà thấy nó mà nó làm trò làm chiêu làm kiểu làm cách rồi trốn ở đâu cái gift làm Ingo đâu rồi, đem ra ngồi chung với lại cái mặc cái áo này nè, để lên nha. Này, vui đây nè, ghế ngồi đi con. Ngồi ghế đó mặt chân với flamingo cho đẹp, lại lên. Nhảy lên kìa. Chạy cái áo con đang mặc là cái con đó đó chạy. Did you know that? Làm gì vậy? Ghế ngồi đi. Cái ghế này mà nó rinh cái ghế này vô tới trong phòng luôn. Không biết nó rinh làm gì đó không biết. Cho nó uống miếng nước cái gì nữa. Nước uống đi con. Thấy chưa? Biết mà, mẹ biết con khát nước mà. Đi dậy á. Uống nước chứ đưa cho mẹ gì. Ê, đã không? Đã không? Đã hả? Giỏi. Ghét cái này quá. Xé bà đó cái nút này ra đi chơi. Đi ba. Ba để chích con. Làm gì vậy? Tự nhiên. Ba. Hả? Đó, cô chú ơi, bây giờ chơi qua. Chơi lại cái không, chơi đang đi làm việc, chơi đang say. Hay quá, chơi say đẹp quá. Vỗ tay đỏ, hay chưa? xe chạy đó, thấy chưa? Chơi say được chiếc xe rồi, các cô chú thấy chưa? Cô chú có hiểu không? Đó, con chú có hiểu là chị đang làm gì không? Đó. Chắc cô chú không hiểu đâu. Ồ, có xe nữa hả? Ồ, đúng rồi. Trời, ba nó. Hả, đi chơi cho gì không cho đi lấy mua xe bởi tao nói. Đi mua xe bọn đi học một lên rồi có. Trời ơi. Nó nói là một mốt lớn lên ba cho đi sửa xe chung với ba nó luôn. Chồng con mê xe lắm. Không có. Nó mốt lớn lên đi sửa xe luôn hả? Xe này dùng xe của bà mới chạy đi làm. Bà đủ ngoan nhẹ nhàng ngoan nữa. Ê, xe. Thôi con ăn đi. Con ăn đi. Đợi ghế ngồi cho đi. Vù quá hả? Ừ. Lên bàn chạy luôn. Ù đó thấy chưa? Tự nhiên cái đường nhỏ chiếc xe chạy vù vùi như đứa con trai vậy. Ác thiệt cơ chứ. Để mẹ đi mua coi con một mớ búp bê về chơi sao. Bê hẳn. Búp bê không ngừng à. Trời đất ơi búp bê đó, có con búp bê dập lầm lăn lầm lóc, có con búp bê 40 đồng kìa. Không chơi là không. Lá lung thôi chứ. À!
Hả, búp bê đó. Bê không tóc đó. Gì vậy? Gì vậy? Rồi con mẹ à. Ui. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Green tea. Đó, coi bà xinh xếp nha. Sáng nay mẹ quay chay là để tối, vậy mình tối vậy mẹ khỏi rồi mẹ đỡ có bận bịu nè. La cái gì mà la? À, trời. Cái con này mà nó không làm được việc gì, nó ưa la lắm nè, nó không có một cái tính kiên nhẫn nè. Mới bị lớn nè là đã không có một cái tính kiên nhẫn rồi. Mình muốn làm xây nhà, mình muốn xây mà tại sao mình không có kiên nhẫn? Hả? Chay. Đâu có ai giúp được con đâu, con phải là người tự làm. Phải từ từ làm chứ. Cởi giày ra luôn rồi. Trời ơi, gắn cái đó vô. Trời ơi, được đời không? Tự nhiên cái mở dây dài đã gắn cái đó vô. Bởi vậy cái thợ xây này là quá là gọi là gì? Quá là sáng sớm tổ. Sớm tổ quá đi thôi. Dậy em rồi con, ôm em ru em ngủ đi con. Cố dậy ru em ngủ sao? Đó, cố dậy ru em ngủ vậy đó, thấy thương không? Trời ơi. Không đi. Không em miếng đi con. Trời. Đúng rồi. Ru em ngủ đi. Ấp ấp đi. Nó gặp cái con nào nó ưa lại bóp mũi với lại ấy miệng người ta lắm. Ủa sao tự nhiên cái hết focus rồi. Trời. Đó, cho em ngồi ha, rồi sao nữa? Rồi sao lấy nước cho em uống hả? Trời ơi. Chà, biết chơi đồ hàng rồi đó cô chú. Chơi biết chơi đồ hàng rồi. Nước. Rồi, ướt nhẹp em luôn. Rồi, đó coi nó làm em ướt nhẹp. Chùi miệng em đi, lấy khăn chùi miệng, lấy lên. Lấy khăn chùi miệng. Trời. Oh my goodness, I'm dying. Rồi, chùi miệng chưa? Rồi, thay tả, đi vô thay bộ đồ. Đi vô thay bộ đồ khác. Ôm em, đi vô thay bộ đồ. Lấy lên, đồ ướt rồi, vô lấy đồ cho thay. Đây coi biết vô lấy thay đồ không? Đi vô thay đồ cho em đi, vô lấy đồ của con cho em thay. Em mặc vừa đồ con đó. Đi vô lấy đồ đi. Đồ đi. Ê trời sao. Rồi đi vô. Đi vô lấy đồ thay. Đi đi để lên. Vô lấy đồ thay cho em. Đồ chỗ nào đâu, đồ con chỗ nào đâu. Lấy đồ cho em thay cho em đi. Đồ chỗ nào đâu. Đồ trong đó đó hả? Trời đất ơi, nó biết đồ. Rồi mẹ mày lấy nha. Trời ơi, bữa nay biết chơi rồi, vậy mày để mày mua đồ gì cho con chơi nha. Này áo nào? Ủa đó đâu mất tiêu rồi. Ê, chị con muốn lấy áo nào cho em để lên. Rồi đây. Đây nè, áo em nè. Trời ơi, cho em muốn xì ta bất luôn. Trời ơi, rồi cái xì ta bất dính đầu em, liếm đầu em luôn. Trời ơi, liếm vừa vừa thôi chứ liếm gì vừa vậy. Lấy mà xối tráng người ta hay sao? Rồi em ngồi đó đi. Chị uống Starbucks đây. Nghỉ phải. Đủ rồi. Uống được chút vô đây nè. Mặc áo vô cho em đi. Rồi em ngồi dậy nha. Chị mặc áo vô cho chay nha. Trời ơi chùi mặt chùi miệng em kìa. Mặc áo vô đi. Áo vô. Này. Không, no more. Chút cho nàng nửa trái chuối nữa. Bởi con nói sáng gì biết nó rồi, sáng nào cũng vậy. Chút xíu cơm thôi. Thôi ăn, à trời ơi, giống như mình cũng vậy, mình mới sáng sớm mình ngủ dậy mình ăn sao nổi. Ăn sơ sơ cái gì đó thôi chứ còn ăn nó mà ăn nhiều nhất là vào buổi trưa.
Buổi trưa là cái buổi mà ngủ dậy mà trưa ngủ dậy đó là ăn dữ lắm. À, mua sữa chua hết sữa chua rồi. Kể ghé Whole Foods đi. Mua sữa chua Whole Foods đi. Nó ăn một lần hai bịch sữa chua đó đó. Ờ, nó ăn mình hai lần rồi. Mỗi dậy sáng là phải cho nó ăn chút xíu cơm, xong rồi cái đưa cho nó nửa chai chuối, cái xong rồi chút đưa cho nó một miếng bánh gì đó. Còn con này là con mà ở nhà là một buổi sáng nó ăn có khi nó ăn tới 10 món. Nhưng mà toàn là món là đàng hoàng không chứ không phải món nó là công chúa ăn vặt mà. Gương mặt làng cô chú nói chay là gương mặt vàng của làng sầu riêng. Gương mặt vàng của làng sầu riêng. Trời ơi, cho em nằm đó nè, tối em ngủ đâu? Tối em ngủ với con nha. Té em, trời đất ơi, em đâm khóc mà em khóc rồi. Trời ơi nè, này nè, hộp này là hộp của chồng con đó, mấy cái part, mấy cái đồ để sửa trong nha khoa. Chung một ngày không biết bao nhiêu cái hộp gửi về, mà gửi trong ngày không nha, mấy cái này là gửi trong ngày không đó. Đó, gương mặt vàng của làng sầu riêng nè cô chú. Cô chú ơi, cô chú nhớ like video clip cho chay nha cô chú. Ôi trời trời. Thôi để cho em nằm, rồi ru em ngủ đi. Mẹ ru con ngủ mẹ hát làm sao? Ru ngủ hát làm sao? Nghe nói Cà Mau xa lắm. Ru đi, mẹ ru làm sao? Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Phải không? Phải mẹ hát bài ru bài con hát bài đó không? Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Đó mẹ ru, mẹ ơi hát đi, hát đi. Rồi vậy là giờ là thích chơi đồ chơi rồi đó. Thích chơi đồ chơi mà ship đồ hàng rồi này kia đó. Hay quá. Đừng đúng gì hả? Đúng chân em á hả? chân dơ nó nghe kỳ hờm cho em cái sơn cho em móng chân không? Hung cái bàn tay em miếng đi, mẹ hung cái bàn tay con sao con hung bàn tay em đi. Đúng ba, rồi qua bên hai ba bên này sơn móng tay cho ba một cái. Vậy hả? Cái miếng bóng ăn chui nữa con. Nó bóng ăn xù rã nữa. Trời ơi có trời ơi, hôm qua con thấy hôm qua bà hàng xóm mà chụp tấm hình bà gửi con. Thì ba ở ngoài đường đi làm việc ba người có cả tóc trắng đó. Ba vô chụp ảnh mà cho anh chụp ảnh chín biết mà chụp ảnh. Nói cho bà chụp tấm hình đó, chụp tấm hình bà gửi qua con, bà nói là chay đang hang ngao với neighbor. Để thêm kim mua chi bê bê để cho hai chị em đi làm có. Hai chị em lại cũng ok. Cái chị xinh khỏe thì cái mụ chi béo béo. Đi rồi, biết rồi, bà Xu. Cho em lên xe đi. Xích beo cho em, xích beo lại cho em đi con. Safety first. Để lên, xích beo lại cho em. Rồi bây giờ nè, khóa chơi với em rồi nè, thấy chưa? Được á. Mụ đi vai con này cho hẳn.